Kẻ gian quỷ quyệt cởi áo để trùm đầu rồi trèo vào cửa hàng điện máy xanh trộm 8 điện thoại gần 150 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Dực, 37 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, điều tra về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, khoảng 7 giờ 45 ngày 10 tháng 5, anh DQN, 35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, nhân viên cửa hàng điện máy xanh trên đường số 11, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đến công an trình báo cửa hàng bị kẻ gian đột nhập lấy 8 chiếc điện thoại trong tủ. Tài sản bị mất gồm 4 chiếc điện thoại iPhone 15, một iPhone 14 và một số điện thoại khác, tổng trị giá tài sản gần 147 triệu đồng. Nhận tin báo, lực lượng trinh sát của đội cảnh sát hình sự phối hợp công an phường Linh Xuân, đội kỹ thuật hình sự công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, triển khai lực lượng phá án, khoanh vùng đối tượng, bắt bằng được kẻ trộm. Qua trích xuất camera tại cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện tối ngày 9 tháng 5 có một người đàn ông đi bộ đến trước cửa hàng và cởi áo thun màu đen đang mặc trên người rồi trùm lên đầu, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau đó, người này trèo lên bờ tường, mái nhà, dỡ mái tôn của cửa hàng rồi đột nhập vào bên trong. Đột nhập thành công, kẻ gian liền đi đến tủ trưng bày điện thoại, đeo bao tay vào hai bàn tay, bẻ kính tạo một khoảng trống rồi lấy 8 chiếc điện thoại bỏ vào bịch ni lông. Sau đó, nhanh chóng tẩu thoát bằng lối đã đột nhập. Sau khi ra bên ngoài, người đàn ông đi bộ về hướng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau quá trình truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan bắt được Dực khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Dực thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an sau đó cũng thu hồi vật chứng là các điện thoại bị Dực trộm. Dực khai đã ngồi gần cửa hàng điện máy xanh từ 20 giờ đến 23 giờ để quan sát, thám thính, khi thấy các nhân viên về hết mới hành động. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.